Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tăng thêm 10 tuyến tàu dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây, chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách từ các tỉnh miền Trung đi và đến ga Sài Gòn. Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đường sắt tổ chức tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh chạy thêm đôi tàu SE11, SE12, khu vực phía Bắc chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội-Thanh Hóa, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đồng Hới, Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lào Cai và ngược lại. Ở khu vực phía Nam, chạy thêm 28 đoàn tàu từ Sài Gòn đi các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. Trong dịp vận tải cao điểm 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về, đồng thời tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội.